Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 16: Tự hạ thân phận, mốc không thể cứu. Mắt thấy Tạ thị đưa tay nhận lấy chén trà, Vân Khanh cúi đầu rên khẽ một tiếng, thân hình hơi trao đảo, Tạ thị lập tức quay đầu lại, đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi, làm sao vậy? có phải trong người nhiễm phong hàn chưa khỏi hay không? Cùng lúc đó, Tommy trợn mắt lên, vốn tưởng Tả Thị cầm lấy chén trà liền thừa dịp buông tay nhưng hiện tại muốn thu lại cũng không còn kịp. Phanh một tiếng, chén trà rơi xuống, nước trà cùng với những mảnh vỡ bằng sứ trắng văng tứ tung. Người sáng suốt đều nhìn ra đây là có chuyện gì, ngay cả trầm mậu đang cúi đầu uống trà cũng hơi nhíu mày, tức giận nhìn Tommy, người ngay cả chén trà cũng cầm không chắc sao? Ngự khí tuy nhẹ, nhưng không khó nhận ra ông có chút mất hứng rồi. Nàng ta sau này còn phải dựa vào ông, ngàn lần vạn lần không thể đắc tội với trầm mẩu. Trong đầu Tommy suy nghĩ rất nhanh, Trương Mama cũng nhìn ra có gì không đúng, vội vàng xoay người đỡ lấy nàng rồi hỏi: "Tiểu thư, không phải là bụng của người lại đau nữa chứ?" Nhìn vào ánh mắt của Trương Mama, Tommy lập tức hiểu ý, mặt lộ ra vẻ đau đớn thống khổ, ôm lấy bụng ngồi xuống sàn, "Đúng vậy, vừa rồi không biết tại sao cảm giác giống như gân cốt bên trong có chút đau vừa nói vừa không ngừng liếc nhìn trầm mậu nhiễm lạnh còn không mau chạy nhanh đến đỡ nàng đứng dậy trầm mậu nói chỉ cần việc có liên quan đến đứa bé trong bụng hắn liền rất cẩn thận về điểm này Tommy và trương mama hiểu rất rõ ràng tạ thị thấy nữ nhi không có việc gì quay đầu nhìn chén trà vỡ trên mặt đất trong mắt lóe lên một tiêu oán hận tiểu tiện nhân này thật đáng khen vừa vào cửa đã muốn ra oai phủ đầu bà, đến dâng trà cũng muốn âm thầm hại bà, nếu không phải vừa rồi con gái bà choáng váng, không chừng đã đem chén trà hắt lên trên người của mình. Tô Mi ôm bụng chậm rãi dựa vào trương ma ma mà đứng lên, ở góc độ trầm mậu không nhìn thấy, dùng ánh mắt thị uy nhìn tạ thị, ngươi là chủ mẫu thì sao, ta không muốn kính trà thì sẽ không làm, ngươi có bản lĩnh thì bắt buộc ta đi. Thái độ khiêu khích như thế, thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được. Vân Khanh hơi híp mắt, nhưng nàng chỉ cười thản nhiên, đáy mắt xẹt qua một chút trào phúng, đem một chén trà khác trên bàn bưng đến, trà này rất nóng, nữ nhi thổi cho mẫu thân, hiện tại vừa nguội. Cúi người dâng trà cho tạ thị, nhẹ giọng nói ở bên tay nàng, nương, nàng ta không chịu kính trà có phải là càng tốt hơn không? Trong nháy mắt, tạ thị liền hiểu được, đưa mắt nhìn chén trà, khóe miệng khẽ cười lửa giận trong mắt nháy mắt khôi phục lại bình thường quay đầu nói với trầm mậu lão gia nếu thân thể tô mi không khỏe vậy thì đi nghỉ ngơi trước đi lan tâm viện phía tây thiếp vẫn luôn cho người dọn dẹp phòng khi có người nào vào phủ thì có thể nghỉ tại đó vậy nay để cho nàng ngủ tại nơi đó đi hiện tại lan tâm viện là viện tốt nhất trong trầm phủ trầm mậu thấy bà độ lượng như vậy bất an trong lòng lập tức tiêu tán mình quả nhiên cưới được một phu nhân tốt nói được, phu nhân lo lắng cực kỳ chu đáo, vậy sắp xếp nàng ấy ở chỗ đó đi. Tô Mi, ngươi đi đến ở Lan Tâm Viện đi, xem thấy thiếu gì, cứ việc đến bẩm với phu nhân là được. Tô Mi vội vàng hướng trầm mậu phúc thân, thật cảm tạ lão gia quan tâm. Đúng rồi, thiếp thân thấy bên người Tô Mi chỉ có một ma ma hầu hạ, không bằng để cho Xuân Sảo đi theo hầu hạ nàng ấy. Lão gia, người thấy được không? nghĩ đến xuân xảo ngày thường ôn nhu săn sóc chu đáo trầm mậu vừa lòng gật đầu vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo xuân xảo quả thực rất tốt để chén trà màu hổ phách trong tay xuống đứng dậy đỡ lấy tô mi yếu đuối đi tới lan tâm viện trước khi đi còn nói một câu tô mi theo ta ngược xuôi trên đường mệt nhọc vất vả ra yến đêm nay nàng ấy sẽ không tham gia nói xong vừa đi ra khỏi phòng vừa nhỏ giọng nói chuyện cùng tô mi trong mắt Vân Khanh hiện lên một chút chán ghét, Tô Mi này rõ ràng là đang dở trò, dựa vào việc mang thai dám ở trước mặt mẫu thân thị uy khoe khoang. Loại nữ nhân đáng ghét này, ở ngoài mặt thì trông rất yếu đuối nhu thuận, kỳ thật trong lòng rất gian xảo ngoan độc, giống y như vi ngưng từ năm đó, ngoài mặt thì vô hại, tâm thì như rắn độc. Nhìn thấy bóng lưng của trầm mậu đi xa, tạ thị lập tức ngồi xuống, xoắn chặt chiếc khăn tay, cố nén sự tức giận, thần sắc ảm đạm nhìn vào bụng của mình, đáy mắt ẩn ẩn một tia khổ sở. Nếu bà có thể sinh được con trai, cũng sẽ không lo lắng cái này cái kia, vị trí chủ mẫu ở trầm gia tuyệt đối không có ai lay động được. Nương, đừng lo lắng, người còn có nữ nhi mà. Cầm lấy tay của tạ thị, Vân Khanh an ủi. Chỉ đơn giản một câu như vậy, lại làm cho trong lòng của tạ thị thoải mái rất nhiều. Vỗ vỗ vào tay của nữ nhi nói, vừa rồi may mắn là con nhắc nhở nương, còn nói mình là tiểu thư xuất thân nhà quan, đến việc kính trả là quy củ cũng không hiểu. Quy củ trong hào môn, khi tiểu thiếp mới vào cửa chỉ có kính trả cho chủ mẫu, nhận được hồng bao thì mới được công nhận là di nương, còn không thì cùng lắm chỉ có thể coi là nha hoàn thông phòng mà thôi. Tô Mi tự cho mình thông minh, không biết nhất thời được đắc ý, đem thân phận của chính mình biếm đến thấp nhất lý ma ma đưa mắt nhìn ra ngoài cửa khinh khi nói phu nhân không phải nô tỳ nói chứ khi nàng ta vừa đi vào cửa hai mắt phát sáng không ngừng láo liên giống như là chưa từng thấy qua những thứ quý giá ngay cả nô tỳ cũng không bằng nói nàng ta là tiểu thư nhà quan nô tỳ cũng không tin nổi nghe những lời này tạ thị càng thêm ý cười sẵn giọng nói là tiểu thư nhà quan cũng không phải là không có khả năng chẳng qua xem những gì nàng ta làm vài phần chắc chỉ là thư nữ mà thôi. Dừng một chút, lại nói tiếp, báo với các di nương, lão gia đã trở về, theo thường lệ, đến đại sảnh dùng cơm. Lý ma ma lập tức hiểu ý, nô tỳ lập tức cho người đi thông báo, đêm nay có trò hay để xem rồi. Vào bữa tối, lúc Vân Khanh đi đến đại sảnh, bên trong các ma ma nha hoàn đã đứng bên trong hầu hạ, chỉ trừ tạ thị, ba vị di nương khác toàn bộ đã đến nhiều ngày qua vân khanh trừ bỏ những chuyện tất yếu ra đều là xem sách thuốc gần như chưa nhìn qua các bà sau khi hướng vân khanh hành lễ trầm mậu cũng vừa đi đến nhìn thê thiếp tề tự chỉnh tề cảm giác tự hào của nam nhân dâng lên tâm tình rất tốt phân phó mọi người ngồi xuống dùng cơm vừa nghe nương con nói về chuyện của tề ra hồi hôn thì hồi hôn cha cho người tìm nhà còn tốt hơn Trầm mậu sau khi trở về vẫn làm việc, vừa rồi mới được nghe tạ thị nói chuyện của tề gia, lúc này liền tỏ vẻ hồi hôn thì hồi hôn. Trầm gia còn khinh thường tề gia cửa nhỏ nhà nghèo, nữ nhi của trầm mậu ông muốn diện mạo có diện mạo, muốn tốt có tốt, còn sợ không có người thích hay sao. Đây, món cá trưng này, cha nhớ con rất thích ăn, ăn nhiều một chút. Phụ thân vẫn còn nhớ rõ Vân Khanh thích ăn thứ này nhất nha. Ăn hết một miếng thịt bò, mắt phượng của Vân Khanh cười đến rạng rỡ cảnh người một nhà cùng nhau dùng cơm phảng phất giống như đã cách xa hàng trăm năm vậy làm cho trong lòng nàng tăng thêm một phần chua xót cha đương nhiên nhớ rõ rồi bên này cơm chỉ ăn mới đến một nửa bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ tô từ ngoài cửa chạy vào quỳ đến trước mặt trầm mậu lão gia người phải thay tô làm chủ chương 17, bảy tô mi châm mòi ly rán có chuyện gì mà hô to gọi nhỏ không biết lớn nhỏ làm tổn hại đến thai nhi thì phải làm sao tạ thị cau mày trách hỏi trầm mậu liếc nhìn tạ thị cũng không hề lên tiếng tô mi vẻ mặt thống khổ đứng lên nàng ta quỳ cũng chỉ là làm bộ cầm khăn tay ở khóe mắt nức nở nói lão gia mi nhi chỉ muốn hỏi một chút hôm nay phu nhân cấp cho một nha hoàn sao lại lớn lối như vậy nàng ta nói năng lỗ mãng Mi Nhi chỉ muốn giáo huấn nàng ta về tôn ti có khác, nàng ta vậy mà dám cãi lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xuân xảo ngươi nói thử xem, trầm mậu để đũa xuống, hai tay vỗ lên đầu gối, quay đầu lại hỏi. Nàng ta nói những lời này cho dù là cố nói nha hoàn mà tạ thị an bầy này là không được, nhưng mà nàng ta không có ngẫm lại, vào lúc an bầy cho xuân xảo theo hầu hạ, trầm mậu cũng đồng ý, sẽ không vì nàng nói một hai câu mà thay đổi. Xuân xảo cũng đi theo phía sau nàng ta đi vào, đứng ở một bên, đầu cúi thấp, trên mặt còn có dấu tay sưng đỏ, nước mắt trong khóe mắt trực chờ rơi xuống, thập phần đáng thương. Mi cô nương vừa vào trong phòng, liền vật gì cũng vuốt cũng lật xem, nô tỳ thấy nàng ta đang mang thai, đụng chạm đồ vật lung tung sợ động thai khí, liền khuyên giải vài câu, nàng ấy liền mắng nô tỳ thân phận thấp kém, bảo nô tỳ tự vào miệng, nô tỳ tất nhiên là không chịu. Không phải như thế, nàng ta đâu chỉ là khuyên giải, nàng ta châm chọc mi nhi kiến thức hạn hẹp, chưa từng thấy qua những đồ vật sờ nát trọng, nói như vậy thì làm sao người ta chịu được cơ chứ? Tô mi biện giải nói, nếu không phải là kiến thức hạn hẹp, vì sao vừa vào phòng là không ngừng nhìn cái này sờ cái kia, còn không ngừng cảm thán xem vật này là bao nhiêu mân lượng, xuân xảo trợn mắt lên nhìn. Nhìn xem cũng không sai biệt lắm. Vân Khanh cầm lấy khăn tay nha hoàn đưa khẽ lau miệng, gương mặt nhu thuận ánh mắt lại sắc bén hỏi, chỉ là việc này thôi, ta còn nghĩ là làm sao vậy, xuân xảo, nếu là do ngươi nói sai, vì sao không tự mình vả miệng. Xuân xảo đi về phía trước, phúc thân hành lễ với Vân Khanh, ánh mắt kiều mịn nhẹ nhàng liếc nhìn về phía trầm mậu, theo như lời đại tiểu thư nói, trong phủ đều có quy củ, nô tỳ tuy chỉ là một nha hoàn thông phòng nhưng cũng biết cấp bậc khác nhau. Mi cô nương hiện nay đang có thai, lão gia cùng phu nhân cũng cất nhắc nàng, còn an bày cho nàng ta đi vào trong viện cùng với nha hoàn. Nhưng nàng ta và nô tỳ giống nhau cũng đều là nha hoàn thông phòng, thì không thể tùy hứng muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. Ngay cả phu nhân là chủ mẫu, cho dù muốn xử phạt hạ nhân thì cũng phải có nguyên do. Tạ thị ở một bên xem nghe thế khẽ cười lạnh, Xuân Sảo là do trầm mậu trước khi xuất môn mới thu làm nha hoàn thông phòng, cũng là một người không an phận, Tô Mi ở trong tay nàng ta thì làm sao có thể tốt được. Người nói cái gì, ai giống như ngươi là nha hoàn thông phòng? Ta rõ ràng là do lão gia mang vào năm làm di nương. Tô Mi hơi mắt nổ hào quang, nhìn thẳng Xuân Sảo hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta. Ánh mắt của trầm mậu cũng trở nên khác thường, nổi giận nói, Xuân Sảo, ai nói với ngươi tô mi là nha hoàn thông phòng nhìn thấy trầm mẫu phát hỏa xuân xào cũng có chút sợ hãi quỳ xuống vừa khóc vừa nói lão gia từng nói qua trầm phủ là có quy củ để trị ra ai lại không biết thiếp thất cần phải kính trà cho chủ mẫu nhận được hồng bao thì mới được thừa nhận mi cô nương hôm nay đánh đổ chén trà còn nói là đau bụng không chịu kính trà đương nhiên thân phận nàng ta ở trong phủ không phải là thông phòng sao Xuân Sảo vừa nói vừa nâng khuôn mặt nước mắt rơi như hoa đào, trầm mậu nhìn thấy trong lòng có vài phần không nỡ, ánh mắt xẹt qua gương mặt của Tommy, lại nghĩ tới một màn kính trà lúc đó, âm thầm tức giận, chỉ là kính một chén trà thôi mà cần phải sử dụng thủ đoạn, lòng dạ lại quá mức hẹp hòi. Nhưng chỉ là một danh phận mà thôi, để cho phu nhân xác nhận thân phận nàng là tốt rồi. Ông xoay đầu lại, Vân Khanh đứng lên đi đến bên cạnh trầm mậu nhẹ giọng nói cha tuy nói là mi cô nương không hiểu những quy củ này này chỉ có thể là thông phòng điều này cũng không có gì phải lo lắng chờ sau khi nàng ấy sinh ra đứa nhỏ dựa theo quy củ nâng lên làm di nương thì được rồi nếu cha sợ đệ đệ trong bụng bị uy khuất thì cứ bảo với nương cấp chi tiêu hàng tháng cho nàng ta theo cấp bậc của di nương là được lão gia tô mi lập tức đi tới cũng đứng ở bên cạnh trầm mẫu khẩn trương hô một tiếng những lời này của vân khanh cơ bản đã định rồi thân phận của nàng ta phải biết rằng từ khi đại ung khai quốc đến nay hoàng đế rất không thích chế độ tam thê tứ thiếp muốn sửa thành chế độ nhất phu nhất thê cuối cùng tắc nghẽn không thể thực hiện được nhưng lại đem chế độ của thiếp thất sửa lại trừ phi có công lớn nếu không khi vào phủ là thân phận gì thì sau này sẽ là thân phận đó muốn thăng lên là chuyện vô cùng khó khăn nói cách khác nếu tô mi sinh ra đứa bé cho dù là con trai cũng chỉ được tính một công được thăng lên cũng chỉ là di nương không thể làm được sườn phu nhân sườn phu nhân tuy rằng không phải là thê nhưng cũng là một chủ nhân nếu như chính thất chết đi thì nàng ta có thể làm chính nhưng nếu là di nương thì không được như vậy ánh mắt trầm mậu khẽ truyền đang muốn mở miệng thì thu di nương đứng ở phía sau tạ thị chậm rãi mở miệng nói vậy cũng được trong phủ của chúng ta chưa có con trai, nếu như là con trai, đây chính là đại hỷ sự, đến lúc đó mi cô nương sẽ là đại công thần, lão gia, người thấy Thu Nhi nói rất đúng phải không? Thu Di Nương vốn là thê tử của một trưởng quầy ở trầm phủ, nhưng trưởng quầy thân mình không tốt, đem phó thác nàng cho chủ nhân của mình, nàng điển hình là một nữ tử giang nam, đáy thắt lưng ong, hơn nữa không chịu nổi tĩnh mịch, sau khi phu quân qua đời 7 năm liền đến với trầm mậu, tạ thị làm chủ nâng lên làm di nương, xưa nay làm việc luôn xem xét cẩn thận, lời nói lại ngọt ngào, rất được lòng của trầm mậu. Hôm nay nàng mặc váy dài áo màu xanh nhạt, trên đầu cài châm hình hoa đôi, cả người lộ ra như một cành liễu đầu mùa xuân, quyên rũ động lòng người, trầm mậu nhìn thấy tâm cũng sao động, nhịn không được nói, thu nhi nói thật đúng đạo lý. Tạ thị vừa nghe, nét mặt hiện lên nét vui cười, vội vàng nói, xem ngươi kìa, vừa mới nói chuyện đã làm cho lão gia vui mừng phóng khoáng, lại nghĩ thông suốt, như vậy thì cứ dựa theo quy củ đi, tô mi ngươi cứ ở tại lan tâm viện trước, còn những thứ khác dựa theo cấp bậc di nương mà phát. Lão gia, người thấy thế nào? Trầm mậu gật gật đầu, trong lòng có chút áy náy, vốn bắt đầu muốn sau khi sinh ra đứa bé sẽ nâng lên làm sườn phu nhân, hiện tại xem ra, cơ bản là không có cơ hội rồi nhìn thê tử, nữ nhi, còn có các di nương đang ngồi trước mặt. Ông cũng không thể mở miệng, những quy củ này, một khi đã được lập, thì sẽ không thể tùy ý phá bỏ, nếu không nhất định mấy trăm người trong nhà sẽ loạn. Trong lòng thở dài, đêm nay sẽ nghĩ ở chỗ Tô Mi, sẽ an ủi nàng ấy một phen. Trong lan tâm viện, Tô Mi nhào vào trong lòng của trầm mậu, khóc sướt mướt nói, lão gia người bảo mi nhi phải sống như thế nào đây thiếp liều lĩnh đi theo người, cả đời liền chỉ trông cậy vào lão gia người thôi. Thế nhưng giờ so với nha hoàn cũng không bằng, sau này quý phủ từ trên xuống dưới đều sẽ chê cười thiếp. Nàng ta vừa kéo vừa khóc rất là thảm thương, trầm mậu vỗ vỗ vào lưng nàng ta, an ủi, đừng khóc, cẩn thận thân mình, không khéo lát nữa lại nói là đau bụng. Nghe nói như vậy, Tô Mi mới nhỏ giọng lại, trao đổi ánh mắt với Trương Ma Ma, mới ngồi thẳng người tựa vào trong lòng ông, chậm rãi nói, lão gia, ngày hôm nay Mi Nhi gặp qua ba vị tỷ tỷ kia, mỗi người đều là xinh đẹp, không khác gì Mi Nhi, lão gia đến với Mi Nhi mới đây, còn các nàng ấy sơ voi rằng cũng mới vừa vào cửa không lâu. Lời nói này nghe qua toàn mùi giấm chua, trầm mậu nhíu mày cười, vỗ nhẹ trên mặt nàng ta, híp mắt nói, nói hưu nói vượn, không biết lớn nhỏ, thu di nương vào phủ đã một năm rồi. Vậy thì kỳ quái. Mì nhì mới theo người con nửa năm mà đã có đứa nhỏ. Các nàng ấy lại lâu như vậy mà không có. Chẳng lẽ phu nhân không muốn có người tranh thủ dành tình cảm của bà ấy sao? Nói bậy, trầm mậu khiển trách một tiếng, chán nhíu lại thần sắc có chút thay đổi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 18, có người xuống tay độc thủ ở thầm phù. Đã đạt được mục đích, Tommy âm thầm cười, nhẹ lời mềm giọng ghé vào trên người của trầm mậu tạ thị, lão gia để ý nhất là việc có con nối dòng, ngươi cứ chờ nhận lấy cơn lôi đình của lão gia đi. Màn đêm tối dần, đại viện trầm ra cũng dần yên tĩnh trở lại. Ở quy nhạn các, ánh trăng như nước chảy, lẳng lặng chiếu xuống, thấp thoáng bóng cây khẽ vờn chiêu đùa với mặt đất, theo gió lay động. Vân Khanh ngồi dưới đèn xem sách, Lưu Thúy ở một bên dùng cây kéo khơi khơi bắc đèn, cho ánh sáng thêm sáng một ít, sau đó chụp chụp đèn lên, khuyên nhủ, tiểu thư, ngài nên nghỉ một lát, ngài đã xem hơn một canh giờ rồi. Nhanh như vậy rồi sao? Vân Khanh buông sách xuống, nàng không thể vì cố đọc sách mà làm cho mắt mình bị hỏng, quay đầu nhìn ra song cửa sổ, nhìn trăng trên bầu trời đêm, không hiểu vì sao cảm thấy có chút mất mát, ngày xưa khi phụ thân đi xa trở về, thì ngày đầu tiên luôn ở cùng với mẫu thân, trò chuyện cùng với bà, nhưng hôm nay trừ ở bữa cơm nói hai câu, còn những thứ khác thì cũng không có làm. Liêu Thúy, nếu ta là con trai thì tốt rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ, vật này là do khôn đế khai quốc phát minh ra, một cái vòng tròn hình thể, chia làm 12 cái đo đếm, cứ mỗi một thời khắc thần đều có đánh dấu, không cần nghe trống điểm canh, cũng đã biết là giờ nào. Trước kia vào lúc đại ung vừa khai quốc, lúc đó song đế trị vì, sự tranh lệch của nam nữ không lớn, còn con nữ tôn quốc, nữ tử cũng có thể váo chiều làm quan, là thời điểm nữ tử cùng nam nhân ngang hàng, sau đó trải qua 200 năm chính biến địa vị của nữ nhân lại trở về như trước kia. Đại tiểu thư, nương của nô tỳ đã từng nói qua, nữ tử không hề kém so với nam nhân, nếu như không có nữ tử thì không có nam nhân, nếu không có nữ tử ở phía sau quản lý hết mọi việc trong gia đình, nam tử làm sao có thể làm những gì mình muốn? mà không phải bận tâm chứ liêu thúy trấn an nói mang theo vài phần sùng kính đối với mẫu thân vân khanh nở nụ cười cũng thấy thật hữu lý mẫu thân của em nói lời này thật đúng nữ tử không hề kém nam tử chỉ là do thế đạo hiện giờ đối xử hơi hà khắc đối với nữ nhân tiểu thư bên ngoài có người đến tìm người một nha hoàn bậc hai vén rèm lên báo lại liêu thúy vội vàng đi ra nhìn rồi quay lại nói là vấn nhi bên lan tâm viện cho nàng ta vào, Vân Khanh phân phó, đi ra khỏi thư phòng, ngồi trong đại sành. Nhà hoàn lập tức đi ra ngoài sau đó đem vào một tiểu nha hoàn khoản 11 tuổi đi vào, nô tỳ vấn nhi bái kiến tiểu thư. Đứng lên đi, bên kia có những chuyện gì trọng yếu. Vấn nhi này là do Lưu Thúy thay Vân Khanh an bài đến Lan Tâm Viện làm nội ứng, nàng ta đến đây thì nhất định bên Lan Tâm Viện đã có chuyện gì xảy ra. Vấn Nhi đứng lên, đem những gì tối nay nàng nghe được nói lại toàn bộ cho Vân Khanh nghe, nghe được Tô Mi châm ngòi ly rán quan hệ giữa mẫu thân và phụ thân, trong chốc lát, hai tròng mắt của Vân Khanh lộ ra một tia sáng sắc bén, sắc mặt trầm như nước, ngón tay đặt trên bàn khẽ gõ, âm thanh thùng thùng đáng sợ tới mức Vân Nhi không dám nhúc nhích đứng yên ở một bên, cúi đầu sợ mình đã nói sai chuyện gì rồi. Ngẫm nghĩ một hồi, Vân Khanh ngẩng đầu lên, nhìn Vân Nhi đang toàn thân cứng mắc, nghỉ đến vừa rồi sắc mặt của mình rất rét lạnh dọa đến nàng ta như vậy cũng tốt Vân Nhi về sau còn làm việc cho nàng lưu lại trong lòng nàng ta sự sợ hãi uy nghiêm của nàng liền mở miệng nói làm tốt lắm em làm không có sai quay về bên kia đi miễn cho bọn họ phát hiện ra chờ cho Vân Nhi lui ra ngoài Liều Thúy mới nói với vẻ mặt bất bình Mi cô nương này cũng quá nhiều chuyện rồi ì vào trong bụng có đứa nhỏ đã muốn đoạt quyền của phu nhân có người nào lại không biết phu nhân muốn nhất chính là có con trai nối dòng, tuyệt đối không có khả năng cố ý hại đứa nhỏ của lão gia. Việc này người khác biết thì người khác biết, nhưng cha nghĩ như thế nào về chuyện này lại là chuyện khác. Tô Mi Thoạt nhìn không có làm gì, nhưng sự thông minh thì có vài phần, biết từ điểm này mà châm ngòi ly gián. Tuyệt đối không thể để cho nàng ta ly gián thành công, Vân Khanh lập tức đứng lên nói, Lưu Thúy, chúng ta bây giờ đi đến chỗ phu nhân. Lúc này tạ thị vẻ mặt lo lắng ngồi trên ghế dài có lưng tựa hoa văn màu tím. Lý ma ma đang ở bên khuyên giải, phu nhân, người cũng đừng vội, cũng chưa biết được đứa bé trong bụng là nam hay nữ. Nếu là nam hài thì cũng thôi, còn nếu là nữ nhi thì hiện tại lão gia sùng ái nàng ta không phải là do trong bụng nàng ta có thai sao. Nàng ta náo loạn càng lớn, đến lúc đó lão gia càng cảm thấy chán ghét, hơn nữa nếu là nam hài. Chẳng lẽ lão gia lại để hắn mang danh con vợ kế sao? Rốt cuộc cũng sẽ đem tới cho phu nhân nuôi dưỡng thôi. Tạ thị thở nhẹ một hơi, gật gật đầu, việc này nói cũng đúng, ngày hôm nay nếu như không có Vân Khanh nói với ta câu nói đó, nếu thật để cho nàng ta may mắn sinh ra nam hài, chắc chắn nàng ta sẽ leo lên đầu ta mất. Đúng vậy, nay nàng ta có muốn nhảy nhót làm càn thế nào cũng chỉ là một di nương nhưng những biểu hiện hôm nay của đại tiểu thư thật sự làm cho nô tỳ sợ hãi những phản ứng cơ chí kia thật không bình thường lý ma ma cười trả lời đại tiểu thư trước kia mặc dù thông tuệ nhưng chưa bao giờ quan tâm tới những chuyện này ngày thường đều là ở trong phòng xem hoa ngắm trăng thi từ ca phú hiện tại thì luôn hiểu được hợp thời nói thay phu nhân có những lời phu nhân nói với lão gia sẽ không thích hợp nhưng do đại tiểu thư nói ra thì dễ nghe hơn bên này vừa mới nói, nha hoàn bên ngoài liền tiến vào thông báo, đại tiểu thư đã tới, Vân Khanh đi theo phía sau vén rèm lên rào bước đi vào. Vân Khanh, tại sao giờ này còn chưa đi nghĩ, nhìn thấy nữ nhi, sắc mặt tạ thị thu lại một chút, nhưng nhìn kỹ nét mặt vẫn có thể phát hiện ra, Vân Khanh cười cười, làm như không nhìn thấy, đem áo choàng cởi xuống đưa cho Lưu Thúy, ngồi lên trên ghế nói, là do con ngủ không được. Nên tìm đến nương trò chuyện. Trễ như vậy mà còn có lời để nói, Lý Ma Ma lập tức hiểu ý, khẽ liếc mắt, phỉ thúy cùng hồ phách lập tức đi ra ngoài canh cửa, đề phòng có người nghe lén, Vân Khanh lúc này mới mở miệng đem những lời vấn nhi vừa kể thuật lại một lần. Nghe vậy, tạ thị tức giận dằn mạnh cốc nước lên trên bàn, nổi giận mắng, tiện nhân này, cũng là quá cản rỡ rồi, thế mà lại dùng việc này làm cách cớ, à ta cho rằng ta cũng giống như à có lòng giả hẹp hòi ganh tị người khác có con sao thấy tạ thị tức giận, Vân Khanh trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói mẫu thân bớt giận. Bất quá có chuyện khác nữ nhi để tâm hơn lại có chốt nghi hoặc, sao nhiều năm như vậy trong phủ lại không có con nối dòng, Tô đến từ bên ngoài thì liền có thai, việc này có phải có chốt kỳ quái hay không? Từ sau khi nàng trọng sinh, có chút vấn đề không kịp ngẫm nghĩ, cho đến khi nhìn thấy Tô nàng mới giật mình thông suốt. Kiếp trước trong nhà ngoại trừ nàng ra, cũng không có đứa bé nào khác. Bốn di nương không có ai mang thai, theo lý mà nói, không có khả năng chỉ có mình nàng là đứa nhỏ, vậy chắc chắn trong đó có gì cổ quái. Mà kiếp này, Tommy là phụ thân mang vào từ bên ngoài lại mang thai, chẳng lẽ là có người nào đó luôn ngăn cản trầm ra có con nối dòng sao? Nghĩ đến đây, Vân Khanh cảm thấy sau lưng có một luồng không khí lạnh, nếu như là nàng đoán đúng, như vậy là bắt đầu từ khi nào? đã có người ngầm hạ độc thủ rồi. chương 19, Giáo huấn Tô Mi Không cần nói đến tạ thị, ngay cả Lý Ma Ma nghe được mí mắt nhảy cả lên. Những lời này của đại tiểu thư là hàm chưa huyền cơ. Nếu thật sự có người ở phía sau lưng vụng trộm giờ cho quỷ, như vậy sẽ kéo theo hàng ngàn hàng vạn những quan hệ ở bên trong. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, sắc mặt của ba người đều lộ ra thần thái trầm trọng. Nương, Ngày mai thỉnh đại phu đến trong phủ kiểm tra một chút cho người cùng các di nương, cũng phải đem những dược liệu cùng với những thứ thường ăn trong phủ ra kiểm tra, nếu thật sự có người xuống tay, thì nhất định là đã bỏ vào trong thức ăn đã lâu lắm rồi. Nghĩ ra mật lượt, Vân Khanh đã quyết định đâu đó hoàn tất, tạ thị cũng gật đầu, cho đó là biện pháp tốt. Nhưng còn phía bên cha con, nếu như ngày mai ông ấy đến đây vấn tội thì phải làm sao bây giờ? Tạ thị sầu lo là việc này, hôm nay cũng đã trễ thế này, có việc gì thì cũng không thể tra ra được, nếu ngày mai là lão gia tới trước để tra thì làm sao bây giờ? Việc này nương yên tâm đi, cha cũng sẽ không gấp gáp như vậy, nghe nàng ta châm ngòi một vài câu liền trực tiếp đi tra vấn, sáng sớm ngày mai nữ nhi sẽ đến đây, lúc đó mọi chuyện giao hết cho nữ nhi là được rồi. Vân Khanh an ủi khuyên giải vài câu, sau đó mới cùng Lưu Thúy quay trở về trăng tàn lại một ngày mới bắt đầu, ban ngày ánh sáng khắp nơi. Mới sáng sớm, sau khi Vân Khanh chuẩn bị xong, Liến đi tới viện của Tạ Thị, Tạ Thị cũng dậy rất sớm, phân phó việc cho các mama cùng với các quản sự. Qua hai canh giờ, sau khi dùng xong điểm tâm sáng, thì trời đã sáng lắm rồi. Vừa ngồi nghỉ ngơi một chút, tiểu nha hoàn ở bên ngoài truyền lời, bẩm báo lão ra cùng với mi cô nương đến. Vân Khanh ra mắt phụ thân hành lễ một cái, trầm mậu gật gật đầu. Lão gia đã dùng bữa sáng chưa? Tạ thị nghênh đón, cười nói với trầm mậu. Đã dùng rồi, trầm mậu ôn hòa lên tiếng, lập tức đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Tô mi theo sát ngay phía sau ông, cúi đầu hành lễ với tạ thị nói, thỉnh an phu nhân. Lão gia không phải nói là miễn cho ngươi thỉnh an sao, tại sao lại tới đây? Tạ thị tâm tình không tốt, nói xong đi đến ngồi bên cạnh, Tommy vẻ mặt ủy khuất khẽ liếc trầm mậu một cái, thấy ông không có tỏ vẻ gì, mới ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Đứng làm gì, mau ngồi xuống, này chỉ còn dựa vào bụng của ngươi để sinh con trai cho lão gia ta. Lời này vừa nói, Vân Khanh liền biết, cha rốt cuộc là nghe theo lời, tìm đến nương để phát tác đây. Nghe vậy Tommy đắc ý cười, đáy mắt hiện lên tia đắc ý của tiểu nhân, dịu dàng nói, lão gia nói những lời này tỳ thiếp không thể mang nổi phu nhân cùng với các di nương khác cũng còn trẻ cũng có thể sinh con trai cho lão gia mà mì nhi chỉ cảm thấy có chút kỳ quái sao không hề gặp bóng dáng của con nối dõi trong phủ trừ bỏ phu nhân sinh ra đại tiểu thư bụng của các di nương khác một chút động tĩnh cũng không có là bình thường không chú ý tẩm bổ hay sao lý ma ma là người của tạ thị lúc này không thể tùy tiện mở miệng chỉ quay đầu nhìn Vân Khanh, thấy nàng chấn định, có vẻ trầm ổn, hiển nhiên đã định liệu trước, khẩn trương trong lòng mới yên tâm thả lòng. Vân Khanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Tô Mi, lộ ra thần sắc có vài phần kinh ngạc nói, Tô Di Nương, ngươi không nói đến ta cũng không biết, Nương cùng với các Di Nương đều không có rời khỏi nhà, đã đi theo phụ thân nhiều năm mà cũng chưa có con nối dõi vậy mà đi ra ngoài xã giao mang khi về mang theo ngươi kết quả là trong bụng có đứa bé không biết là do bên ngoài phong thủy tốt cảnh sắc mê người tô di nương mới có thể có thai ngay lập tức muốn châm mòi ly dán cũng được thôi thế nhưng trước mặt nương còn dám nói thế thật sự là không biết tốt xấu dứt lời thần sắc trầm mậu liền thay đổi các di nương trong phủ rất giữ quy củ không hề xuất môn cho nên không ngoài thai Tommy là nữ nhân do mình mang về từ bên ngoài, chỉ trong thời gian ngắn liền có, vậy đứa bé trong bụng đến tột cùng là của ai thì rất khó nói. Không có một người nam nhân nào có thể dễ dàng tha thứ cho loại chuyện này, lúc mới tiến vào là chuẩn bị chất vấn Tạ thị nay, tâm tư toàn bộ truyền đến trên bụng của Tommy. Lý Mama vừa nghe nó xong trong lòng tràn đầy khâm phục, đại tiểu thư bất quá chỉ nói vài câu làm cho cục diện hoàn toàn đảo ngược hiện tại đối tượng lão gia hoài nghi không còn là phu nhân nữa, mà ngược lại là lai lịch của đứa nhỏ trong bụng Tô Mi, những lo lắng trong lòng lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Tô Mi thầm kêu không tốt, sao có thể chuyển biến nhanh như vậy, ngẩng đầu nhìn trầm mậu thì thấy trong ánh mắt mang vài phần thâm trầm, trên mặt cả kinh, làm sao còn dám ngồi, chống tay vịn đứng lên, trừng mắt la lớn với Vân Khanh, người nói nhăng nói cuội gì đấy. Ta đường đường là thiên kim nhà quan, làm sao có thể làm những việc cầu thả đó chứ? Các di nương trong phủ không thể hoài thai đó là bởi vì tạ thị là một người hay ghen, không muốn để cho những người khác sinh hạ đứa nhỏ, tranh đoạt địa vị của nàng ta. Bốp một tiếng vang đáng gãy lời nói của nàng ta, Vân Khanh thu tay dùng khăn gấm xoa xoa lòng bàn tay, cả đời này của nàng tuyệt đối sẽ không để cho người khác kiêu ngạo đi trên đầu của nàng, cũng không để yên cho ai dám khi dễ mẫu thân của nàng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mang theo vài phần không dám tin, đại tiểu thư bình thường dịu dàng thanh cao làm sao có thể ra tay đánh người, mà lại là tân thông phòng của lão gia. Tô mi bộ mặt, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn chằm chằm vào Vân Khanh, hận không thể bắn ra hai luồng lửa đốt chết Vân Khanh, nhưng là không thể, đành phải cầm khăn bộ mặt chạy vọt tới bên trầm mậu, lão gia, làm sao thiếp sống được nữa chứ? Nàng ta dựa vào đâu mà đánh thiếp? rốt cuộc thiếp đã làm sai cái gì, mà để cho nàng ta trước mặt mọi người hạ nhục thiếp như vậy, hu hu. Ám chỉ Vân Khanh là bất hiếu nữ không để trầm mậu vào trong mắt. Trầm mậu cũng có vài phần tức tối, khiển trách nói, Vân Khanh, con làm cái gì vậy, tại sao một tiểu thư khuê các lại ra tay động thủ đánh người. Vân Khanh nhẹ nhàng cười, mang theo vài tia sẵn giọng nói, chỉ là một nha hoàn thông phòng, mà dám ở trước mặt lão gia và phu nhân dưng ta không có tôn ti, không biết nặng nhẹ, hơn nữa còn vô hãm chủ mẫu. Chỉ bằng những chuyện này, đánh một bạt tay vẫn là còn nhẹ, nếu không phải nàng ta đang hoài thai, thì đã kéo ra ngoài dùng trượng đánh chết. Mặc dù là trả lời với trầm mẫu, nhưng ánh mắt của Vân Khanh từ trên cao nhìn xuống, là quan sát Tô Mi đang nhào trên đùi của trầm mẫu khóc la, tầm mắt lạnh như băng như một thanh kiếm sắc bén lợi hại, làm cho nàng ta cả kinh trong lòng, nhất thời quên cả khóc cha, vừa rồi cái tát kia có phải là nữ nhi đánh nhầm hay không? Quy củ của nhà này chẳng lẽ bởi vì một người mà phá hư? Đứng người trước mặt trầm mẫu, Vân Khanh ánh mắt tự tin kiên định nhìn ông, không có một chút áy náy cùng sợ hãi. Đương nhiên là đúng, mỗi câu nói của Vân Khanh đều là theo quy củ, trầm mậu cũng không thể lên tiếng, chỉ là gật đầu, cảm thấy lần này trở về nữ nhi hoàn toàn khác hẳn so với trước kia, có vài phần dũng cảm và quật cường làm cho ông nhìn nàng bằng con mắt khác trước. Tommy làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội lần này, đả kích Vân Khanh cũng là đả kích tạ thị, vẫn nằm trên đùi của trầm mậu tiếp tục vừa khóc vừa nói, lão gia thiếp là một thiên kim nhà quan vẫn trong sạch khi gả cho người, cũng không thể chịu được những ủy khuất đó. Mắt thấy nàng ta trái một câu phải một câu đều đề cập đến thân phận, Lý Ma đã nhịn không được, đáy mắt mang theo giọng mỉa mai nói mi cô nương nói những lời này nô tỳ thấy khá là khó hiểu vừa vào cửa được hai ngày nô tỳ đã nghe được vô số lần cô nương cứ nhắc đi nhắc lại mình là thiên kim nhà quan hiện giờ cô nương đã là thông phòng của lão gia rồi thì phải là thiếp của thương nhân hay là còn có tâm tư khác hoặc là nói trong lòng cô nương cho tới bây giờ vẫn luôn khinh thường trầm ra là một thương hồ lời nói này là đúng với những gì trong lòng của tô mi Nàng ta chính là có ý tưởng này nhưng nàng cũng không mốc đến nỗi lộ ra bộ dạng đó. Thật sự là nàng rất khinh thường thương hộ, nhưng nàng ta còn muốn hưởng vinh hoa phú quý của trầm gia, lập tức ngừng mặt lên nói với trầm mậu, lão gia, mi nhi tuyệt đối không có ý nghĩ đó, lúc trước thiếp đối với lão gia vừa gặp đã thương, chỉ hy vọng lão gia có thể yêu thương thêm một chút, dù sao mi nhi cũng từng là thiên kim nhà quan. Được rồi, trầm mậu hơi bực vội đứng lên, Tommy vốn đang nằm trên gối ông, lập tức bị hất ra. Chương 20, xuất thân của Tạ thị. May mắn là Trương Mama nhanh tay đỡ lấy, nếu không là đã ngã xuống đất, Tommy lau lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt nghi hoặc hồi tưởng lại vừa rồi nàng ta đã nói sai gì rồi, tại sao sắc mặt của lão gia lại thay đổi. Nhìn bộ dạng ngu ngốc của Tommy, nội tâm của Lý Mama được một trận thống khoái, nhìn lão gia đứng một bên không có mở miệng biết là trong lòng ông đang tức giận, nhân lúc này hạ thấp nhuệ khí của Tô liền tiếp tục nói, Mi cô nương chắc không thể biết, trong phủ này không chỉ có một mình cô nương là thiên kim của quan gia đâu. Không chỉ có một mình nàng là thiên kim của quan gia. Nhìn mọi người ở trong phòng, Tô lướt qua một vòng, cha của nàng ta là quan thất phẩm, ở trong một thương hộ như trầm gia này còn có người có gia thế hoàn hảo hơn nàng ta sao? Nhưng nếu là gia thế tốt, làm sao có thể gả cho nhà thương hộ, trong lòng chắc chắn với ý nghĩ đó, liền trong giọng nói tỏ vẻ khinh miệt, phải không? Cho dù là có, thì có thể lo với phụ thân ta là quan thất phẩm sao? Tiếng nói vừa dứt, chung quanh liền truyền đến những tiếng cười khẽ, bọn nha hoàn thì tận lực khống chế biểu tình, Vân Khanh ngồi một bên cũng không nhịn được nở một nụ cười, một người có kiến thức hạn hẹp thì thôi đi, còn không chịu tháo lui. Làm như hận không thể để cho toàn bộ thế giới biết, vậy thì không thể trách được người khác. Lý ma ma nghẹn cười đi lên trước từng bước, hai tay để trước người, hướng về phương Bắc khẽ nghiêng người. Mi cô nương nói những lời này nghe xong thật sự làm trò cười cho mọi người rồi. Cô nương xuất thân từ nhà quan, vậy năm mà tạ trạng nguyên liên tiếp giành được các giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, sau đó lại từ chối không làm đế sư chắc cô nương có từng nghe đến hết. Mắt rào hoạt đảo một vòng, Tô Mi có chút cảnh giác, đương kim bệ hạ khi tuổi còn nhỏ từng có một người thư sinh tên là tạ thư thịnh cả ba kỳ thi thi hương thi hội thi đình đều đứng đầu bảng dáng dấp anh tuấn rất được tiên hoàng coi trọng mời hắn làm sư phó cho thái tử đáng tiếc hắn vô tâm không muốn làm quan vài lần đều từ chối lời mời của triều đình nhất thời danh chấn thiên hạ không người nào không biết nàng ta yếu kém ngẩng đầu liếc mắt nhìn tạ thị một cái do từ sau khi vào cửa nàng ta nghĩ tạ thị có phong thái của chủ mẫu, nhưng nghĩ rằng bất quá cùng lắm thì cũng chỉ là nữ nhi của nhà thương nhân. Lúc này trong lòng có chút bất an, tạ thị cũng họ tạ, chẳng lẽ bà ta cùng với tạ thư thịnh có quan hệ gì, chẳng lẽ? Nhìn ra nàng ta đang suy nghĩ gì, Lý Ma Ma hất cằm, hai mắt phát ra tia sáng kiêu ngạo, để cao âm thanh nói, đúng như mi cô nương nghĩ, phu nhân của chúng tôi chính là đích nữ của tạ thư thịnh. Là con gái của một danh môn Lý Ma Ma nói đầy cường điệu, đặc biệt nhấn mạnh câu con gái của một danh môn. Tạ Thị là con gái của Tạ Thư Thỉnh, không có khả năng, Tô Mi lắc lắc đầu, mắt mở to không tin được, nếu như nàng ta không phải sợ mẹ cả tùy tiện gà cho người, mới nhân cơ hội thông đồng với trầm mậu, nàng ta mới khinh thường gà đến nhà thương hộ, sao lại có người ngu xuẩn như vậy? Không có khả năng, nếu như bà ta là con gái của Tạ Thư Đình, thì tại sao lại chịu gả làm vợ cho một thương hồ? Trường Mama vừa nghe liền thấy không tốt, vội vàng kéo cánh tay Tommy, nàng ta mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt của trầm mậu đã đen hơn đáy nồi, trong mắt mang theo một loại thâm trầm. Ông không hề ngăn cản Lý Mama nói, vì cảm thấy Tommy chỉ mới vào đây có hai ngày quả thật có chút y vào thân phận của mình mà kiêu ngạo, ý định muốn chấn áp nàng ta, đừng cho rằng trầm gia chỉ là một thương hộ nhỏ. Ai ngờ thế nhưng lại làm cho nàng ta nói ra lời nói trong lòng như vậy. Trên đường đi Tommy đều mềm giọng nói mình ngưỡng mộ ông như thế nào. Mới buông tha thân phận đi theo ông, ông cũng có chút cảm động, lúc này xem ra không phải hoàn toàn là như vậy. Tommy vừa thấy không tốt, nàng ta hiện tại ở trong phủ căn bản là không có địa vị gì, nếu không có trầm mậu trở che, người trong phủ hoàn toàn không coi nàng ta ra gì. Nghĩ đến đây, nàng ta cắn răng, vội vàng dựa sát vào, mang theo vẻ mặt kinh ngạc cùng sùng bái nói, "Lão gia, sao người lại không nói cho Mi Nhi nghe phu nhân chính là đích nữ của Tạ thư đình, làm cho Mi Nhi bị chê cười, thay ra lão gia lại có mị lực như thế, có thể lấy được đích nữ của Tạ thư đình làm phu nhân." Vốn đang nổi giận đùng đùng, trầm mậu nghe xong những lời này rốt cuộc cũng hạ xuống, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, nam nhân chính là thích tâng bốc, Tô Mi lại đến gần hơn. Giống như chim nhỏ nép vào cánh tay của Trầm Mậu nói lão ra, lúc trước Mi Nhi ngưỡng mộ người, cảm thấy người khác hẳn với những người khác, nay lại biết phu nhân gả cho người, mới biết được cuộc đời mình việc làm này là chính xác nhất. Nàng ta nói lời nhỏ nhẹ, mang theo một chút ngây thơ cùng xinh đẹp, nói tới đây Trầm Mậu thập phần thư thái, cả đời này chuyện mà ông kiêu ngạo nhất là cưới được Tạ thị, nhớ lúc trước phụ thân tới Tạ gia cầu hôn, nghĩ rằng mình chỉ là một thương gia bình thường muốn cưới con gái của một Trạng Nguyên là chuyện không thể, dù lần đầu tiên khi ông nhìn thấy Tạ thị liền động tâm, nhưng hai nhà không xứng, vốn là chuyện cưới xin không thể có, sau đó bởi vì xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, mới cưới được Tạ thị. Nghĩ đến đây, Trầm Mậu rậm chân quay đầu, thấy Tạ thị đang đứng trong sảnh, nghiêng đầu nhìn Vân Khanh, hôm nay bà mặc áo màu trắng, dưới là váy hoa màu ánh trăng, càng tôn lên làn da trắng nõn hồng nhuận. Thêm việc xưa nay bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn bất quá chỉ 25, 26 tuổi, cặp mắt màu nâu chân thành tha thiết, làm cho lòng ông cảm động. Hôm qua vì ông phải an ủi Tommy, không giống như ngày xưa mỗi lần sau khi trở về đều ngủ ở phòng của tạ thị, trong lòng cảm thấy thực có lỗi với thê tử đã mười mấy năm của mình, không khỏi có chút ôn nhu nói, việc đó, có thể lấy được một vị phu nhân hiền lành như vậy chính là phúc khí của ta. Tạ thị cũng không hề nghĩ đến trầm mậu ở trước mặt nhiều người lại nói ra như vậy. Cho dù đã là phu thê nhiều năm nhưng cũng có chút ngượng ngùng, cố ý chừng mắt nói, lão gia nói cái gì đó, mỗi chính thất đều phải có phẩm đức và hiền lành. Nhưng trong lòng lại chua xót bởi vì chữ hiền lành này, vì cái danh này, đem nam nhân của mình giao cho những người khác, mà vẫn phải tỏ ra vẻ hiền lành hào phóng vui mừng. Tô mi lật sao ào cũng không nghĩ đến chính mình nói một câu như thế dẫn đến trầm mậu tình cũ dâng lên đối với tạ thị nhìn hai người tình ý tương tức giận đến nỗi lật qua lật lại chiếc khăn trong tay cố đèn nén ghen ghét trong lòng vẻ mặt thì nhu hòa nói lão gia hôm qua đã nói là sẽ bồi tỳ thiếp vài ngày nếu không phải là phu nhân hào phóng nêu trong bụng không có đứa nhỏ tì thiếp cũng không đáp ứng đâu lão gia người thấy đúng không ạ Vốn là Trầm mậu muốn đêm nay ở lại chỗ Tạ thị, nhưng tối hôm qua đã đáp ứng với Tommy, cũng không thể đã nói mà không giữ lời. Đành xấu hổ gật đầu, hận Tommy vì được nuông chiều mà còn không biết phận, tìm cớ đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người của Tommy, Tommy vội vàng tươi cười kêu lão ra. Nếu như là ngày thường chỉ cần nàng ta gọi một tiếng điềm đạm đáng yêu như vậy, Trầm mậu chắc chắc sẽ nói chuyện với nàng ta, nhưng giờ bất quá chỉ liếc nàng ta một cái hừ một tiếng không để ý đến nàng ta lập tức đi ra ngoài. trương ma ma ở một bên nhìn thấy thầm nghĩ không tốt rồi, vừa rồi thoạt nhìn là mi cô nương chiếm thế thượng phong, nhưng thực chất lão gia đã đối với nàng ta có chút phản cảm, cũng không biết cô nương ta chính mình có cảm nhận được hay không. Nghe được trầm mậu tối nay cũng nghĩ ở bên tô mi, nhu tình mật ý trong nháy mắt biến mất, tả thị dực thật mạnh vào ghế rửa, chỉ cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn phát đau. Đáy mắt của Lý Ma Ma có chút tiếc hận, đúng lúc này, người ở bên ngoài đưa một bái thiếp đến, Vân Khanh nhìn thấy sắc mặt tạ thị không tốt, bèn lấy lên lật xem. Là bái thiếp nhà ai đưa? Là Liễu Phủ đưa đến, nói là bà cô bị nhiễm phong hàn, đại cựu mẫu hy vọng người đi qua đó thăm bà. Đem bái thiếp đưa đến cho tạ thị, đáy mắt trong suốt của Vân Khanh, lộ ra tia hàn khí khiếp người, trong lòng cười lạnh, rốt cuộc bái thiếp đã đưa tới nàng còn tưởng rằng người của liễu phủ làm bộ như không biết luôn luôn vô liêm sĩ, một lời không đem nói chứ. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.